Chiều 18 tháng 1, Tỉnh Ninh Bình và Tạp chí Cộng sản, báo Quân đội Nhân dân tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2025. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị. Các đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo tạp chí cộng sản và báo quân đội nhân dân, lãnh đạo một số sở ban ngành, đơn vị có liên quan. Phát biểu mở đầu hội nghị, đồng chí Mai Văn Tuất, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát tình hình kinh tế xã hội, những định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, sau hơn 30 năm tái lập, Ninh Bình từ một tỉnh nghèo, thuần nông, nông nghiệp lạc hậu, manh mún đã trở thành tỉnh có kinh tế phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, năm 2023, trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội GRDP trên địa bàn tỉnh, công nghiệp đã chiếm 43%, dịch vụ du lịch chiếm 47% và nông nghiệp chiếm 10%. Hiện 100% các huyện thành phố đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2022, tỉnh Ninh Bình đã trở thành địa phương tự cân đối được ngân sách, có điều tiết về trung ương, đứng thứ 15 trên 63 tỉnh thành phố. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đầu tư phát triển toàn diện, đồng bộ, ngang tầm với phát triển kinh tế, Tỉnh Ninh Bình là một trong ba tỉnh của cả nước dẫn đầu về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nhiều năm liên tục duy trì trong top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hệ thống chính trị được xây dựng củng cố, đảm bảo trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của công tác phối hợp giữa tỉnh Ninh Bình với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, trong đó có tạp chí Cộng sản, báo Quân đội nhân dân đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ bài bản hiệu quả trong công tác tuyên truyền với tạp chí cộng sản đa báo quân đội nhân dân ninh bình cũng tin tưởng qua công tác phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thực tiễn sinh động chất liệu cuộc sống để góp phần nâng cao tính hấp dẫn chất lượng hiệu quả trong công tác tuyên truyền tổng kết thực tiễn nghiên cứu đúc rút lý luận của các cơ quan báo chí Tiếp đó, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2025 giữa Tỉnh Ninh Bình với Tạp chí Cộng sản và báo Quân đội nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội nhân dân, chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Ninh Bình đạt được thời gian qua. Thông tin thêm về quá trình hình thành, phát triển cũng như những kết quả nổi bật của Tạp chí Cộng sản và báo Quân đội nhân dân. Các đồng chí khẳng định hai đơn vị sẵn sàng phối hợp cùng tỉnh Ninh Bình thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp tuyên truyền, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đề xuất thêm một số nội dung phối hợp trong thời gian tới, các đồng chí mong muốn tỉnh Ninh Bình cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, nhất là các vấn đề thời sự để hai cơ quan thông tin tuyên truyền hiệu quả. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tạp chí cộng sản báo quân đội nhân dân đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm tuyên truyền hiệu quả hơn nữa không chỉ trong quảng bá hình ảnh đất và người ninh bình tiềm năng thế mạnh chủ trương định hướng mục tiêu lớn của tỉnh các mô hình cách làm hay trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng hệ thống chính trị đảm bảo quốc phòng an ninh mà cả trong gợi mở định hướng phát triển hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ quan báo chí của tỉnh và định hướng công tác thông tin tuyên truyền cho tỉnh đồng chí đề nghị các cơ quan được giao làm đầu mối phối hợp triển khai thực hiện chương trình ban tuyên giáo tỉnh ủy ninh bình ban thư ký thuộc tạp chí cộng sản phòng biên tập kinh tế xã hội nội chính của báo quân đội nhân dân chủ động tích cực trách nhiệm sáng tạo trong tham mưu cụ thể hóa triển khai thực hiện chương trình thường xuyên báo cáo lãnh đạo các bên về kết quả những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị các sở ban ngành đoàn thể địa phương của tỉnh các phòng ban đơn vị trực thuộc của tạp chí cộng sản báo quân đội nhân dân chủ động, tích cực phối hợp qua các cơ quan đầu mối, phối hợp trực tiếp để cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Đồng chí tin tưởng công tác phối hợp giữa tỉnh Ninh Bình với Tạp chí Cộng sản, báo Quân đội nhân dân sẽ được nâng lên một tầm cao mới, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Ninh Bình, của Tạp chí Cộng sản, của báo Quân đội nhân dân và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời gian tới. Tại hội nghị, tỉnh Ninh Bình và Tạp chí Cộng sản, báo Quân đội nhân dân đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024-2025. Theo đó, tỉnh Ninh Bình và tạp chí Cộng sản thống nhất phối hợp tập trung vào tổng kết các nội dung trọng điểm, phản ánh sự tiềm tòi, đổi mới, sáng tạo để xác lập mô hình phát triển, phương thức phát triển riêng có của tỉnh Ninh Bình. Đối với chương trình phối hợp tuyên truyền giữa tỉnh Ninh Bình với báo Quân đội nhân dân, chú trọng tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, các nghị quyết chỉ thị kết luận của ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, 13 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tuyên truyền tiềm năng lợi thế, những thành tiệu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh Ninh Bình, quảng bá giới thiệu về vùng đất con người, hình ảnh của Ninh Bình với bạn bè trong và ngoài nước.